Ôi dính coi gì quăng. Ờ bên kia cũng dính cá sáng, dính ổ cá sáng hay sao? Cá to, cá hay tôm? Khui. Tôm bên này. Không phải đâu. Tôm bự. Ờ bên kia bắt nhạc thiếu nhi nữa chứ. Nhảy nhạc Út. Thôi tôi nhảy xong nè. Ờ bự nó cái khu vô kìa. Tự anh ơi, coi chừng nó múng vô cái dây bè này là không mấy đó. Thì dính gì vậy? Dính. Cá này dính tôm. Cá. Tôm. Trời ơi. Cầm hai cái càng cho nhảy gỡ kìa. Ôi. Quá đã rồi. Có động tĩnh hay gì anh Nhĩ anh đang quay câu lên nè cả nhà ơi, trong trời riết luôn. Trời đang mưa nữa. Ơ chưa trời đất bèn ơi. Cái con tôm kỳ vậy? Con tôm gì kỳ quá vậy? Này giống như kiểu cá dứa. Dạ Út Hiểu miền Tây xin mến chào đại gia đình thân yêu nha. Thì bữa nay Út Hiểu đi qua chị Ánh Hồng chơi á cả nhà. Một xíu thì mấy chị em làm gì thì cả nhà theo dõi tiếp mới biết được nha. Còn nhân vật bây giờ thì gom chưa đủ nữa. Chưa đủ nhân lực. Kìa, rồi kìa. Có xuất hiện lai gai thì cả nhà nhớ quan sát nha. Kìa có nhân vật xuất hiện rồi kìa. Những nhân vật bí ẩn. Đi thôi. Thôi bây giờ đi thôi. Mời cả nhà theo nghe. Ở đây là người ta trồng hành nè cả nhà. Rất là đẹp nha. Đã tới điểm câu rồi nghe, bây giờ tem báo sẽ cái này đó hả? Ừ, chẳng muốn đặt báo. Chiếc ra. Em con để ra đây nè, để ngồi máu cho nó chết. Cái gì vậy? Con chuột. Con hà đỏ. Con giun đấy. Con nào con mấy thấy thương. Không. Thiểu mùa đâu, con nào mấy nó bự thấy ghê vậy. Con giun đấy, để không kè nó ớt. Vừa hả, mua 2 con 50 ngàn. Cây nhắc cây nhắc này nè. Không có cây nhắc rồi. Kìa có cây nhắc rồi. Kìa, có rồi. Nghĩ mà có nguyên một hộp đồ ngời luôn nên các bạn đừng có lo sợ kiếm được. Nè. Ủa. Bây giờ Út Hiểu sẽ móc mồi nha cả nhà. Ơi lần đầu tiên được đi câu tôm luôn á. Ở ngày em tính đi câu mà em không có vỏ. Nay đi qua chị báo. Chà ơi, nắng này.
không có nắng nghe nhưng mà hảnh hảnh nắng dữ lắm á. Ra đây là giống vài bữa nữa giống mình cắt. Nước da nâu nhìn lâu mới thấm. Gì? Nước da trâu nhìn lâu mới thấm. Quá nhớ. Tư cầm ông Tư. Ôi chị ơi. Ừ sao nhìn nó ớn ớn quá à. Nhỏ nhỏ này bự quá à. Trời bữa hổm cái con kia bằng ngón tay vậy nè. Ghê á. Quá trơn rồi mua sao đâu cắt hai bớt. Con mà 50.000 con nào lấy đâu bằng ngón út. Ừ bự lắm. Bự quá nhìn hổ, ghê. Chị Hồng nhìn còn sợ dữ nữa. Con trùng hổ mà bằng ngón tay cái gì nè. Con trùng mà câu cá cha. Đây là địa điểm mới anh Nhĩ dắt đi câu cả nhà ơi. Nó có chân luôn rồi kìa. Nó có chân luôn kìa, ai có chân luôn. Đâu có mà bữa nay mình đi tới Đầu Cụ, ngày mai là mình đi tới gì nè, Châu Đốc luôn. Châu Đốc luôn hả? Đi tới đây. Làng bè Bảy Cầu Vồng hả? Ở ngay chỗ mà làng bè Châu Đốc á, ta câu rất thích cá với tôm nhiều lắm. Ừ. Vàng hết chưa gì hết mỏng rồi ăn. Trời đất ơi, tôi nhắc vô cái lử rồi tôi báo nữa rồi đó. cái nhắp của anh Nhĩ cái nhắp xài từ thở kìa. Từ Nam Mô Ly Ông tới giờ đó. Chị quăng nghe coi sao nó còn dính vàng vợ ơi, quăng lên cái vỏ nữa. Quăng lên câu cái vỏ hả? Câu cái vỏ là hơi bị tài rồi đó. Đây câu ngoài sông lớn á cả nhà. Câu gì vậy? Câu quăng cá. Câu đó câu tôm luôn hả? Xả đi. Dựa cho bà là cái đáy không? Xả nha chị. Xả. Xả là nước sâu á. Cái này chắc nước cạn rồi. Không, nó đang lướt hả? Ờ. Xong xuống rồi. Này anh Nhĩ dắt đi câu gần đống chà cả nhà. Cũng không gần địa điểm. Sâu là mình bơi ra giữa sông nó mới sâu. Kia cô chú lần kia dở cái gì á, cả nhà văn lớn hay sao á, thầy để tự do lên cho cả nhà xem nè. Nghe mất mồi xong hả tủm. Cho con cần câu thử kìa. Con quái vật alo nó coi này là con quái vật chứ con trùng gì. Anh luôn còn thấy ghê nữa, vậy mà không hiểu không sợ nha, gan nha. Đi câu với anh Cần giết gan. Đi để coi, để tôi đếm coi mấy người nha. 2, 4, 6, 7 người. Rồi vậy là cây không rồi đó, ở đây cây không rồi. Có gốc có tôm. Có gốc là có tôm. Rồi xanh luôn. Mình lên. Nó lên rồi đó. Ồ dính cá kìa, nhỉ ơi, dính cá rồi kìa. Chai ra. Cục dây bị cắp rồi. Chơi câu trong đống trà. Ẩu nữa rồi đó. Câu trong đống trà. Ai câu trong đống trà. Câu đây mau ăn. Thì nói chung là mình câu vậy thôi. Cá này ăn hay không là chuyện của nó đúng không? Cái đống trà này là mình ba lâu mình mới ấy lên được. Đây mùa nước giật. Nước giật à. Nước lớn này người ta làm xong tới nước trực rồi người ta gỡ mà. Chớ mùa nước này lặn đầu nấu gì vậy. Ý là một năm mình phải ăn. Đâu có vợ như kiểu ta dựa lại cho cá ấy. Ờ. Ý là theo là bao lâu mới mình mới dở được á.
tháng, nửa tháng, tùy theo người ta nhớ. Nói nãy giờ hấp dẫn. Không hiểu là làm chứ nãy giờ không hiểu là ngồi ung ru mất mồi á cả nhà ơi. Ông hỏi nhà mình ngồi mình sao mình đợi tới bao giờ? Ê quăng chút. Thì từ cũng quăng. Cái cần đi cũng ghen câu nữa hả? Ừ. Quá gì ăn nó để vô cho mấy chồng nó ăn rồi giúp nó ra. Tôi quay tuốt ngoài kia luôn. Khá hoành. Nhiều cần câu quá à. Ôi. Dính đâu vậy? Dính rồi đó. Dở lên đi. Nội nó la hoài luôn á. Nè chính rồi đó. Là quấn lại gì? Ờ mày quấn hồi lên là mày quấn được đó. Còn mày quấn nó không lên là mày xả ra đó. Tao có biết đâu mày hỏi tao. Nó mới có ngậm mà. Tại mày giật gấp quá. Câu đi săn bắt này là phải kiên nhẫn. Không có kiên nhẫn là không có. Đúng rồi. Quấn vô. Mình thấy như kiểu như chờ đợi như, giống như là khi tử nha. Trời đã. Không nhưng mà vui ha. Ê, không có mà mình chạy xuống Long Xuyên mình ăn luôn. Ừ. Lên chợ Long Xuyên đó mình mua. Mua về mình luộc mình ăn. Chùm nho. Ờ đúng. Ờ không mình không lẫn gì rồi. Quăng ác rồi mình không hay câu. Câu hay. Đúng ha. Trong đây là chừng có cái cổ đâu có người cái đầu quá đẹp. Ơi bả quăng cái nào bye bye theo cuộc mồi luôn ta. Cũng có thể. Ơi sao không quay lên miếng tư. Nè quay đi tại chỉ có con tay à. Đậu cho cấm đậu luôn. Tụi em này đi báo chứ đi câu gì chẳng. Kia hai cái ghe đang kè nhau kìa cả nhà. Lâu lắm rồi mới thấy cái cảnh ghe mộng này lại đó. Cũng khá là lâu rồi mới đi lễ sông nước rồi cả nhà. 6-7 tháng gì vậy đó. Kể từ ngày tính từ ngày Út Hiểu đi học nghề chứ giờ. Ừ. Ghe đó là ghe chở cá hả ta? Ừ đúng rồi ghe chở cá. Mày ơi trời ơi. Ai không biết ăn nấm gút thì nhịn đi. Ôi sao cái ăn câu tôi lúc nào nó cuốn tướng hết trơn nha. Trời ơi. Trời ơi luôn. Trời ơi. Có cái bồ của Việt á. Ở đây là ba trong không đấy nè. Thầy này có ngồi nhịn cá không? Không mà không có cá không. Ôi con câu chị dục bên đây Út dục đâu qua bên đây vậy? Chừng nó mắc đó. Dở lên hai cần nó dính xà lẹo đi. Ở cái chỗ này có ba cần chứ. Kệ câu đông đông đi, nó thích của ai thì nó ăn của người đó. Hữu duyên người hữu duyên thôi. Đâu ngoài này là tốt lắm. Ừ. Tốt rồi bên kia kêu là chợ mới đúng không ta? Ừ, sóng to quá hồi ngồi xuống. Bên đó là Mỹ Hội Đông. Mỹ Hội Đông hả? Ờ. À. Có cái bà. Bên kia bờ. Kìa, củ sắn nè. Ờ, đúng rồi. Nè, tôm chưa ăn thì mình ăn. Tôm chưa ăn thôi mình ăn trước cả nhà ơi. Mình ăn nó mới ăn. Đúng rồi, mình ăn tôm mới ăn. Mời cả nhà ăn cơm nha. Kinh nghiệm tào lao cuốn không được. Kinh nghiệm xài lơ. Ơi có ấu chim kìa mọi người. Đừng có chỉ nữa, hồi con chim nó bay nó đá đầu nữa giờ. Ê có chim trong đó kìa. Kìa. Tôm ơi cho ăn bánh nè tôm. Tôm ơi ăn cốm tôm ơi. Nói ơi mà cái miệng nó chẳng nhai. Cho nó lẻ cái giờ nhả ra. Nè coi có đầu coi ổng bay theo quần câu luôn nè. 2 3. Con bắt chớn nghe. Rồi. Quăng dữ rồi đó. Không mở không vả ra thì ông quăng quá. Má ơi. Ừ, anh phải mở cái. Thằng ơi, không bảo theo rồi.
Rồi cái đùng cờ giác xỉu luôn á. Hai ba những pha câu tôm hút hồn. Đúng là cha ơi. Đục chín đầu kìa. Ông báo kìa. Đúng là tê em này, tê em báo chứ không phải tê em đi câu rồi. Đi cho nó phụ thôi. Ừ. Ơi. Tôm chưa ăn nữa mà mình ăn rồi. Đâu, cho tôm miếng, tôm miếng, tôm miếng. Ơi. Thấy hai bà ăn mà tôi nuốt nước miếng cực cực luôn á. Cái gì? Đổ mồ hôi lử. Ngon quá. Ê, mình nó không chua ha. Chị đổ một hơi lử lắm rồi đó nha. Ngon. Trời ơi, bà còn cầm chớ quá cắn nữa kìa. Cho miếng muối nữa. Mời cả nhà nha. Không có đem muỗng, không có đem muỗng hay dầm ớt rồi. Mời cả nhà nha. Làm thử cho coi. Trời ơi. Thứ gì chịu nổi. Cái gì? Cái gì tôm chưa ăn á, mình ăn rồi mình no rồi. Mình no trước tôm nữa. Trời, thứ gì chịu nổi. Chua gì mà chua ha, sao mà khánh gút nó mặn mặn nữa. Gầy ớt nó cay cay nữa. Dướng này, dướng này. Cái gừng câu này là gừng câu đài hả? Câu phao. Khơi ha. Chữ khơi kéo dài ha. Anh thấy cái hầm ăn ớt thì ớt rồi cứ. Ừ, ăn hết chớt luôn à. Ở sao cũng ăn khí thế luôn à. Này là đội ngủ đi ăn chứ. Đi câu cái gì? Đang kiếm mưa. Đã. Quả quên em theo cơm nguội. Ăn nữa hả? Đắt luôn. Kiếm mưa kìa. Kiếm mưa, hy vọng là đừng có mưa, ui ui về mát. Okay. Quá cực rồi. Mưa rồi cả nhà ơi. Thấy tình hình không ổn, không phá nổi rồi. Thôi đổi bến cả nhà ơi. Ở đây phá không nổi rồi. Nó không ghĩa mồi nữa đấy. Không ghĩa mồi luôn, lấy gì có. Thâu dây lên, đổi bến. Nè, thâu cần chạy luôn nếu. Hết gần hết chạy con vua. Vô đây đâu thâu cho mau. Ốc. Chưa nghe. Người khéo khéo rồi chừng đạp lưỡi câu nó đâm vô chân nha. Mày theo phá mồi. Mày uống miệng mày uống nước mày ơi. Uống nước mày ơi. Thôi. Tao ghét tao đại kỵ với cuốn tôm đó nha. Mày không gút. Không gút mà. Vậy à, mùi nào. Ủa anh Nhĩ không ăn mắm tôm hả? Bữa cao đi thi rồi mới lại thấy cái kẻ căng còn giúp bữa hổm mà đại kỵ với lắm là dạng ăn ăn được cái gì nào lẩu mắm là hên lắm rồi đó. Em mất kỳ thị được không? Một thôi ha, ai không muốn thì nhịn. Rồi. Ờ trên này nó chua thiệt nha. Đó lần nào đi mua xài mua cốc mà nó đem bún. Chị Hồng cũng ít có ác lắm. Gặp cái người cũng ăn mắm nữa. Đổi bến cả nhà ơi. Đi. Ở
đây là bè người ta không còn nuôi cá nữa cả nhà, người ta để không phải là để hoang nữa, kiểu như người ta chưa có nuôi cá nữa, nên là để trống ở đây chưa có người sử dụng, nên là nhóm sẽ ghé ở đây câu, dừng chân lại đây, dừng chân nán lại nơi đây, ở đây câu nó mát cả nhà, với lại rộng rãi nữa. Tem này tem báo rồi. Tem này là tem quậy. Có giỏng nằm nữa đó quý vị. Chỗ này làm câu là xuất sắc luôn, mình đâu có sợ mưa bão gì. Đúng rồi, mưa mình cũng có chỗ trú mưa. Mày muốn câu ở đâu đó mày câu. Rồi bây giờ tem bắt đầu buông câu nè cả nhà ơi. Mỗi em mỗi góc. Vậy ông Nhĩ ngồi giống như Khương Tử Nha ngồi câu vậy đó. Cốc với xài với mâm guốc. Thứ gì chịu nổi. Tới rồi. Tao biết rồi không mày ấy không? Trước khi đi chạy hết lần rồi đó. Nó mày ấy. Mới ăn biết vậy bỏ đi sáng ngủ 8 giờ mấy là biết rồi. Không, là mày không? Làm hôm là mình tăng ca mấy lần? Ba bốn lần đúng rồi. Sao nhiều vậy? Ấy nữa ấy rồi hình như chị hiểu. Rồi. Ấy thôi. Thôi mày ấy còn khoái con đó rồi. Tem vui lắm cả nhà, chia ra mỗi người ngồi góc. Giống như ngồi giống như tôi với nhà mà ngồi có cái. Ngồi chờ thời, mỗi người ngồi góc. Lấy nước hút ra hút luôn đi. Ơi mà được cái bè ở đây câu im quá ha. Ừ. Nói chung là mình không biết là có lụm tiền lụm không, lụm tôm không không biết. Nhưng mà thấy cái góc tàu câu rất là mát mẻ nha. Nè, nướng khung. Đây ngồi vui ha. Ờ đúng rồi. Ủa em trên gì vậy? Bè bọng lên. Mén. Rồi, bắt đầu chuyển mưa, bắt đầu mưa rồi cả nhà ơi, mưa sương sương, mưa lai rai, mưa lâm râm. Giờ bắt đầu nhóm tem súng xích vô lại ngồi là chung cho vui. Hugo cái gì nè, nó làm gì nó buộc nó rộng nè. Hugo là con gì? Cá bự. Là con cá cha đó hả? Ừ. À trời ông nội kêu Hugo. Kêu lạ quá. Trái này là trái cóc. Trái đó trái trái xấu, trái xấu chứ không phải trái cóc. Nó bự quá. Hả? Ăn vô xài ha. Đúng rồi, mình thấy mình mạnh trong mình chưa, mình vô làm cái xài chơi. Ủa? À, anh luôn nãy giờ ngồi ở ngoài hả? Làm từ kỹ đâu về dụng là. Tem gom lên đục mưa cả nhà ơi. Đây nè, có cái thùng nè, có gì chùm cái đầu ra được rồi. Chùm cái đầu đó, ok. Đục cái đầu lại, còn như ai nấy cởi bạn á. Cái gì vậy, gì vậy? Có động tĩnh hay gì anh Nhĩ anh đang quay câu lên nè cả nhà ơi, trong trời riết luôn, trời đang mưa nữa. Ôi chưa trời đất vàng ơi, tôm gì kỳ quá vậy. Ờ cá dứa đâu, anh quay gần vô xem nè. Cá dứa hả? Cá xác hả? Có của bà chồng họ bà con với cá xác hả? Rồi nuốt nó nuốt lử luôn rồi nè anh. Rồi con này giống con cá dứa quá anh ơi, nhìn cũng ngon á. Cá này kho tiêu là béo dữ dằn luôn. Bởi trời ơi câu tôm cá gì nó ghẻ nó phá mồi dữ. Thăm câu Út Hiểu. Nghèo luôn rồi. Nghèo luôn rồi. Con mẹ là mới ăn lý lẽ chứ. Trời ơi chắc là anh nguyên bày đó. Cái bụng nè, không thấy cái bụng nữa hả? Tại nó nuốt cái lưỡi câu luôn rồi kìa, sao gỡ anh nhỉ? Gỡ được. Trời ơi. Cha cái đầu mày cha. Cá đó cá dứa hay sao á, không phải cá cha đâu. Ủa không đem theo đồ con cá luôn hả? Không. Đủ. Mày giữ. Tình hình là dính nữa rồi. Gỡ luôn dính chưa hả? Thu dưới đây. Ờ nhưng mà câu gốc hay gì không nội câu cá. Chị ra. Anh Hồng là đúng là báo. Thôi nãy giờ báo ba lần rồi đó, lần này những gì. Cái gì là báo anh rồi bố anh ở nhà về gặp bố em. Đúng gì mẹ. Rồi bây giờ đợi trời mưa tặng rồi cái con dế đâu rồi? Xúm nhau câu cá lồng tông này cả nhà. Tóm cái lưỡi câu nhỏ. Mất ít ít thôi, phải
Mày nói kìa. Rồi cái lử bên này muốn hết mồi kìa nè. Kìa quá trời kìa, mới dính được con miếng con mắt như mồi. Mồi đó nó ăn không? Nó ghẻ hết trơn. Nó ghẻ hết trơn, để xuống nó ghẻ hết, nó gã mà. Mày đây mày kìa, nó câu bột mì luôn. Bột mì hả? Ghẻ hết trơn. Canh nó vừa táp vô giật nó. Cái gì vậy ơi, để cho con viên giớt nó tiêu rồi. Không có. Đó, thấy không, nó ghẻ lắm. Kìa, 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 có con lỗ chút xíu mà 4 cần. Đó, đó, kìa. Vui ha. Giờ này là những cô báo khủng lên đời. Cái này làm bóp hết cái móc luôn hay gì? Ơi, có nè, Cái này biết gì không? Rồi sao nó ăn mình, nó ăn cái lưỡi câu được. Giật lên, giật. Chưa. Ăn chừng nào thẳng lâu đẳng vậy dở lên. Chưa, nó chưa có. Rồi, gớt cục mờ nữa rồi, đụng vô gớt cuốn ta luôn rồi nè. Em mất dở quá. Ok, có nó ghẻ cần nó nhỉ rồi. Đó. Trùng nó có mùi nó phê hơn. Ừ, dám đâu nè, nó ăn đây nhiều hơn nè. Đó, đó ghẻ. Trời ơi. Lúc này vui nè. Quậy. Ơi, ra có chén luôn nè. Hả? Hai, Út xin chào cả nhà nha. Thì bây giờ mấy anh em đổi địa điểm câu khác mà cũng chưa rồi nên đói bụng, có nhờ Cagamen của bà Hồng đem, bà chị Hồng đem chừng chục gói mì ra đây ăn chụm ăn. Ăn chưa đi rồi câu tiếp tục. Đó rồi. Cả nhà ơi. Quá đói rồi. Ê chừa gói thêm để hồi mình chặt có gì mình chấm nữa. Ơi sặc nha. Ở xin nhớ hỏi xuống. Nè anh buông câu rồi. Chừa đã 20 bịch lát mình đang xài. Không thêm nhiều thôi. Cái mặt này ách xì nè, ách xì nè, ách xì. Ách xì. Ách xì. Mấy cái gói dầu để vô đây nè. Tại mình còn hai gói đũa chấm nữa thì lấy đũa ra. Nó làm gì á? Nó giục luôn. Cái tôm nó gì nặng quá trời nặng nè. Cái tôm mà nặng quá trời nặng nè. Ở bên kia anh Nhĩ đang câu phía bên kia cả nhà. Dính gì anh Nhĩ? Chắc dính cái bọc quá. Chắc dính cái bọc quá. Qua wow, dính được con tép rong. Ê chuẩn mì luôn. Không ngờ. Rồi có con người 8 người, người ai ăn ai nhịn. Chiếc gồng chia ra 8 khúc hả? Dính tôm, con tôm bằng ngón tay này con tép lóng á. Dính tôm, nó tôm lướng á. Ôi, tự nhiên mà thấy dính tôm rồi hết. 2, 4, 6, 8 gói. Dính con nhỏ nhỏ cũng phấn khích rồi đúng không? Không, mấy đứa để vô đây coi thử cái phần đem coi. Giao cho hai cô thợ nấu mì nha. Hồi nay cái nồi bị lớn mà đem giá bị lớn đó. Đem coi giá này là giá này bộ tính đâu nước mắm hay gì gì đó. Kìa nguyên tớp đàn ông nắng nghe mấy ổng thì câu. Đằng này mấy chị nữ nấu mì. Vậy phấn khích rồi ha. Ê đã buồn ngủ rồi đó. Sáng giờ câu cá lồng tông. Hết buồn ngủ rồi đó không? Chạy về đây là cũng gần nhà nhưng mà không gần lắm. Xém xém gần. Rồi ông kia ông nằm ngủ luôn rồi. Còn sống không vậy? Nghe. Trời trời cái giá này. Một người ăn một cái giá này vừa. Một người ăn cái giá này vừa. Ơi để có mì vô đây trụng được. Vừa luôn á, được luôn á. Chị Đăng còn cái giá nào bự hơn nữa không? Cái giá ở nhà mẹ nấu nước mắm đó. Giá này nhà mẹ nấu nước mắm. Giá này nhà mẹ nấu nước mắm nè. Cái gói mì đem vô đây trụng là vừa. Vừa luôn á, giờ múc thử coi. Vừa hến một gói luôn thiệt chứ gì. Nè, dớt vô. Đó. Vừa hến luôn. Trong lỗ luôn. Luôn cái gói kia cũng trụng mấy. Thôi rồi, thôi trụng đó. Chưa hiểu kìa. Em ăn tôm chứ. Ủa, kìa mồi đó thì mới đi. Tôm em luôn. Rồi, coi bổ khỉu quá lớn khỉ kìa cả nhà. Mọi người ơi, mình xúm lại mình ăn mọi người, mì nở thôi rồi mọi người ơi. Cả nhà mì 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 m
mì nở rồi mấy ní ơi. Có mì. Ê cần câu. Coi cái giá này mà hút nước. Cái này là kiểu như là đi ra ngoài sông không có đem đồ nấu nhiều cả nhà, có chi mình dùng nấy. Giờ còn tận dụng cái vỏ mì, đựng mì. Mời cả nhà ăn mì luôn nha. Vậy mời cả nhà ăn mì luôn nha. Là người ăn giá mì thì lên. Giá nhỏ quá mời. Tiếp qua đây coi. Ăn vậy nó mới bụi đời. Nè. Nè dính được con tôm. Bỏ vô. Thành quả nè cả nhà. Mình tái luôn. Ngắt cái đầu luôn. Tái chanh luôn. Lấy chị cái bọc ớt lên luôn hiểu không? Bọc ớt để trong trái cây đó Phương. Nãy giờ không có mở tái trước không vậy? Nha. Cái gì? Nãy giờ khoai tái trước. Có. Cá không vậy? Cá dục vô khoan đó làm sao nữa. Dì đang ăn mì kìa. Không ăn hả? Rồi ăn kiểu như là đói mà nắng thấy thương quá ha. Nhá bà hút con gá rồi mình đụng xin miếng nước mình không biết sao tin mình rồi. Lấy cái ca của Nhĩ Đăng cầm một. Nè Nhĩ Đăng. Múc vô ngon. Múc ca vô múc cho nên luôn miếng nước à. Nhớ gạo nó ngon quá nè. Ăn này thấy thương quá à. Quán mì nè anh Nhĩ ơi, anh Hồng ơi. Nó hảo thơm ngon tới giọt cuối cùng. Nóng quá. Không mà ăn gì ngon đúng không anh Lân? Nhanh tay còn chậm tay hết nè. Cá thúi tới rồi. Quá trời. Rồi. Mùi thơm nước hoa. Nhảy về bên sông thì thử. Bên sông dễ gì kiếm được mùi này thử. Mày nghĩ ăn luôn hả? Dễ gì. Ông cũng còn ăn ngon lắm nghe. Hết rồi. Trời ơi. Ai ăn hồi nữa không có ấy thì lấy cái ca của gì ăn đổi. Không có làm bậy nha. Làm không mà ăn gì ngon đúng không? Không kiểu như mình đói đói mình ăn ngon. Đúng lên. Đúng lên. Đúng lên. Lụi dính nữa rồi cả nhà ơi. Do là ở bên kia cách cái rào nên là tôi chưa có đi qua được cả nhà. Quá wow, dính cá sát. Giờ chia ra quay cái nhai đông quá mỗi người cần. Nè để trong đây nè, để nó lớn trong đây nè. Đừng có để sát đi quá, để nó nói giữa trong trong đây nè. Chăn câu thứ dữ không à. Ừ sao nó lạ vậy mà câu dính tôm đó. Chơi hai lử luôn. Cái bè này nuôi cá sát nè cả nhà. Cá ở trong đây là cá sát. Cá sát nuôi chắc cũng lâu lớn. Vô. 2, 3, vô. 2, 3, 4. 4 nha. Nha. Chăm nha. Về nhậu lắm rồi. Số nhảy câu dính cá sát hay sao cả nhà ơi. Sáng giờ câu tôm mà dính toàn cá sát không à. Trời ơi.
dính dính coi nhiều quá. Ờ bên kia cũng dính cá sát hay dính ổ cá sát hay sao? Cá to, cá to, cá hay tôm? Khui. Tôm bên này. Không phải đâu. Tôm bự. Ờ bên kia bắt nhạc thiếu nhi nữa chứ. Nhảy nhạc Út. Thôi tôi nhảy xong nè. Ờ bự nó dính luôn luôn kìa. Vô anh ơi. Tự anh ơi, coi chừng nó múng vô dây bè là không mấy đó. Thì dính dính vậy. Dính 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 dính. Cá này dính tôm. Cá. Tôm tôm. Trời ơi. Trời ơi. Cầm 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 càng Út Hiểu ơi. Bốn cái mất tiêu à. Cầm cầm hai cái càng cho nhảy gỡ kìa. Ôi. Quá đã rồi. Mê chưa? Mê chưa? Ôi đó, thấy không rồi đó. Dĩ ơi, dĩ ơi. Đỉnh 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 đỉnh. Đỉnh chưa? Đỉnh chưa? Mắt đỏ chét vậy? Đúng rồi, tôm nó phong mới lên là mắt nó đỏ vậy đó. Ôi, cầm cái mình, cầm cái mình. Cầm cái mình á. Ờ. Trời ơi. Trời ơi. Đỉnh 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 đỉnh. Trời nhậu rồi. Trời ơi. Trời ơi. Tuyệt vời luôn anh Nhĩ ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ơi để đi có bọc kìa, để vô. Để vô cái bọc á. Không, cơm này gọng nước nó ấy. Ơi, có cái hùng không? Không. Mình không có đem cái gọng luôn. Mình không có đem cái gì hết trơn. Để đi, để đại trong cái ấy đó, cái hộp ở trước đó. Bắt đầu anh nhỉ coi ba bà bay xuống báo anh nữa nè. Có tôm bự là có đó. Ôi, mẹ chưa, mẹ chưa. Ôi, dễ ơi, dễ ơi, ngủ mẫu à. Chị hay quá trời, mự đẹp. Ừ, sớm giờ anh nhỉ câu dính không á. Mình đi theo mình báo không à. Ủa, cần của em chụp đâu trời. Ông ba heo báo thì có. Ông heo báo quá chứ ông câu cái gì. Sao Út? Út cái gì? Con gì? Con gì? Bình tĩnh, bình tĩnh. Nó búng vô rồi không? Hay quá. Hay quá tôm ơi. Tôm hay quá. Búng vô góc không, rồi. Nó có búng nha nhưng mà nó búng vô công như bè. Không, cầm cái cần lên bật bật mà không biết cá hay tôm đó. Nhảy xuống anh. Tức quá nhảy xuống lặn. Ơi, giỡn hoài anh cần ở dưới có bếp lặn hụt hụt luôn á. Trời ổn trời con tôm. Dính không? Không, nó dính thiệt, nó búng tật tật mà. Mắc cục chì luôn. Mắc cục chì luôn. Con tôm này thiệt chứ mắc cá chì lẫn cá chài luôn rồi. Ơi, nó tỉnh rồi kìa. Ủa, con cá dứa mà. À, dính dính nữa rồi trời ơi. Ơi. Không tôm mini nha, size mini. Size mini nha. Không chị hai cũng làm được. Size mini. Size mini. Cũng được, cũng được. Ơi phải dính tôm nữa lần ơi. Ơi dính rồi nè. Ơi dính rồi nè. Lại ơi. Ơi dính rồi nè. Anh nhỉ rồi, bây giờ anh nhỉ ba bà này xuống đây là anh nhỉ ngồi anh nhỉ tóm lử thôi chứ móc mồi thôi, không có làm gì hết trơn á. Không đụng được ngay câu luôn á. Đụng được quay được hay, đụng được hay. Bà dính tôm mà bà là ơi. Hết mồi rồi. Ơi sao dính nữa rồi. Trời ơi, ổng câu dính con gì rồi kìa. Trời đất ơi. Ôi ở đầu anh chán lên trở lên cá sáng. Ôi là về trời cái chó sổ luôn. Còn Nhi đang dính gì? Dính góc hả? Nhi đang dính góc rồi. Ôi, chuẩn bị lên nữa rồi nha. Lên gì? Sảy luôn rồi. Dính con dây. Dính con dây tưởng đâu dính tôm. Xíu nữa lụng nữa rồi. Dính đâu? Dính gì? Dính gì? Dính lục bình kìa, lục bình kìa, đưa xa xa một câu ra. Dính gì? Lục bình á.
Dính rồi. Dính cọng dây với cái lưỡi câu. Lụm hả? Lụm hả? Lụm hả? Ni hả? Sai mini. Ơi. Nó kẹp vậy anh. Dính nữa cả nhà ơi. Thôi không bằng nãy giờ nhiều nha. Sao sao vậy Út? Dính không? Ôi dính đâu. Ôi, trời tưởng đâu lên sát giả nữa chứ. Tôm nhỏ. Tôm cũng nhỏ. Tôm lứa không mà cả nhà ơi. Đẹp, đẹp. Kệ, công kỉnh văn cái gì? Ủa, công kỹ văn nắng nguyên ngày. Không nhảy. Nhảy vô ghe rồi. Nhảy vô ghe rồi, không sao. Bình tĩnh, đừng bình tĩnh, cứ quay xiết lên là được rồi. Dính rồi, lụm rồi, lụm rồi. Dĩ Đăng ơi, con bự không? Dĩ Đăng dính nó búng rộng quá chừng luôn. Nghe nó búng không? Quay lên nghe nó búng không? Búng tật tật luôn mà. Còn mấy con đây nữa hả? Dạ thì sớm giờ Út Hiểu cũng đã câu được nhiêu đó cả nhà. Thì tụi em của Út Hiểu hẹn gặp lại ở clip sau, tụi em báo. Kính chúc đại gia đình mình có thật nhiều sức khỏe nha. Giờ chiều chưa nắng quá rồi, chịu hết nổi rồi, đi về nghỉ trưa cả nhà ơi. Xin chào nha cả nhà, hẹn gặp lại. Thành quả được nhiêu với mấy con ở trong rộng trong kia cả nhà. Cá lồng tóc.